Em Thanh xin chào toàn thể mọi người nhá. Hôm nay thì tiếp tục em có cái mã hàng mới lên giới thiệu đến mọi người. Thì trên tay em cầm đang cầm một cái bộ tô vít dòng này thì nó là dòng V con này nó là 63 chi tiết anh em nhé, 63 chi tiết của Toyama. Toyama thì trong đây thì nó rất là nhiều các chi tiết như này đó, thì anh em có thể là nắm bắt được này. Con này anh em sửa chữa rất là hữu ích luôn nhá mọi người nhá. Đấy, tay cầm của nó này thì nó được làm bằng nhôm anh em nhỉ, được làm bằng nhôm. Đấy, nó có thể xoay qua xoay loại lại đều được. Đó, phần đầu này nó là phần đầu giữ này anh em này, đầu giữ. Và đây thì nó đều có những cái vỏ hộp, hộp này thì nó sẽ là hộp inox và trong này nó đều có từ tính để nó sẽ nạp cái từ tính vào trong những cái mũi vít ở đây này anh em này. Đấy, cũng như là anh em dơ lên dơ xuống nó đều nó không có rơi. Đấy, và đây thì những cái mũi này đều là chất thép của CLV. Đấy, chất thép của CLV như anh em đang nhìn đây này. Ngược lại thì cái con này nó rất là hay một cái là ở đây nó có những cái con ốc mà các bác không có những cái tô vít nào mà xoáy được, những con ốc Nhật thì nó có những cái này. Thì em sẽ kiểm chứng cho anh em kiếm một cái con ốc Nhật cho anh em coi nhá. Đó, bộ này thì giá rất là rẻ thôi. Đấy, gửi đến cho anh em giá rất là rẻ mọi người ạ. Đây là một cái ổ điện. Đấy, ổ điện của nó là ổ điện Nhật anh chị nhá, ổ điện Nhật. Thì trong này nó có một cái con ốc này. Đấy, em điển hình một cái con ốc như này thôi. Đây này, cái con này này. Con này anh chị nhá. Đó. Đây là thí dụ nhá, chứ không lúc nào cũng không phải là có những cái con ốc này đâu. Đấy, điển hình thì trong cái bộ này nó có một cái đầu này. Một cái đầu này nó sẽ xoáy được cái con ốc này. Em sẽ xoáy thử ra cho anh em coi nhá. Xoáy thử ra cho anh em coi luôn. Các bác chờ em chút xíu. Đó mọi người này. Đấy, con ốc này thì cực kỳ là độc đáo này. Đấy, ví dụ như đây là cái con ốc Nhật anh chị nhé. Đấy, con ốc Nhật đây. À, con ốc của cái ổ điện chẳng hạn này. Đấy mọi người thấy không? Nó xoáy ra rất là hay trong cái bộ này. Em vừa điển hình cho anh chị em một cái vài cái con ốc nhá mọi người nhá. Đây cũng là một con ốc 4.0 này. Đấy, và 3.0 này. Đấy, để xoáy những cái đầu ốc rất là kỳ quái ở đây. Đấy, và đây sẽ là có T rồi là V rồi là BS0, BS1, BS2. Đấy. BS2 anh em nhá, BS3 có luôn này. Đó mọi người nhá. Rất nhiều các chi tiết ở đây. Rất nhiều các chi tiết mọi người. Bộ này anh em làm linh kiện các thứ rất là tiện lợi. Giá bộ 63 chi tiết là 190.000 đồng mọi người nhá, 190k cho một cái bộ như này. Anh em nào cần thì có thể liên hệ với em, với em Thanh qua hai số điện thoại trên màn hình nhá. Anh em nào đang xem trên cái video của em thì ủng hộ bớt chút thời gian cho em xin một nút like. Cảm ơn toàn thể anh chị em. Sản phẩm tiếp theo thì em có một vài chiếc của bơm của Toyota. Dạng này thì nó là dạng dòng của đấu giá anh em nhé. Dạng đấu giá thì sản phẩm của nó thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện này anh em này. Đầy đủ phụ kiện này, bơm bóng, bơm xe đạp, bơm bóng bay các kiểu đầy đủ luôn này. Đấy, nó như vậy nhá. Đây, con này em xoáy tạm mà để test thử luôn cho anh em nhé. Con này thì dây của nó tương đối là dài. Đấy, rất là dài để anh em cắm vào cái tàu sạc của các bác này. Đấy, cầm đây. Cắm vào tàu sạc của các bác ở trong ô tô nhé. Con này thì đa phần là sử dụng trong ô tô, các bác dùng trong nhà gia đình cũng được. Để các bác cắt này ra đấu một con nguồn 12V. Đấy, 12V em cũng có luôn. Thì anh em dùng cái con này để xài rất là hay. Con này thì Toyota anh em nhé. Có đèn để phát sáng này. Rồi ấn nút đèn đây, nút này, nút đấy này. Đó, mọi người dùng xong mọi người đẩy rô vào cho ống vào đây. Toyota 12V, 12V. Đấy, Amex in Japan. Tối đa thì như là đây là 150 PSI 7 ký trên cm. Đó, thì một số cái thông tin của nó là như vậy. Rồi ok, em test thử bằng một cái bình 12V nhá. Bằng một cái bình 12V cho anh em coi. Đấy, để hướng dẫn mọi người cách sử dụng luôn. Hàng này thì nó đấu giá được vài con mọi người nhá, được vài con. Anh em nào cần thì có thể inbox cho em, gọi điện cho em qua số điện thoại trên màn hình. Đó, chứ nó cũng không có số lượng nhiều mọi người nhá. Mà anh em sử dụng điện vào rồi nhá, cắm vào tẩu sạc rồi
thì nó sẽ lên thông số ở đây, thông số ở đây. Và mọi người muốn bao nhiêu ký này, ở đây thì nó chế độ pound, kilogram, rồi này PSA, đấy, pound này, đấy, kilo pound này, đấy, kilogram, đấy thì tùy theo anh em. Như mình thì hay sử dụng kilogram đi cho nó tiện nhá, kilogram trên cm khối này. Đấy thì ở đây nhá mọi người này, mọi người có thể điều chỉnh được bơm tối đa là bao nhiêu ký hơi. Ví dụ như bánh xe của các bác bơm khoảng tầm 2 ký này chẳng hạn, 3 ký chẳng hạn, 4 ký chẳng hạn, thì tùy thuộc mọi người điều chỉnh. Đấy, 4 ký hơi này. Đấy, hoặc là bây giờ em test thử nhá, 1 ký hơi đi đã nhá, xong em bịt vào. Đấy, là nó bơm nó tự tắt. Đấy, à bơm đến 1 ký là nó tự tắt luôn. Đấy, cứ bơm đến 1 ký là tự tắt, hoặc là bơm đến cái mức độ mà các bác đang cài đặt. Đấy. Bịt căng quá thì nó sẽ là dừng lại luôn. Đó. Rồi ok anh chị em này, con này đấy, đèn sáng lắm mọi người ạ, đèn rất là sáng như này đấy, khi mất điện ấy, anh em bơm luôn ấn luôn là mọi người xài ngon cực kỳ luôn. Kilo bao em ấn mà ấn chặt quá là nó đẩy không ấy nữa là nó dừng mọi người nhá. Đây dòng bơm điện tử mọi người ạ, dòng bơm điện tử. Nói chung là con này thì của Nhật này, một cái Toyota thương hiệu rất là lớn ở Việt Nam, anh em cũng biết rồi, rất là lớn, hàng Toyota. Rồi giá một cái con bơm của Toyota này em gửi đến cho anh chị em với mức giá là 350.000 đồng anh em nhé, 350k em bao ship cho anh em này, bao ship tận nhà cho các bác để các bác xài thôi. Ngoài ra anh em nào không có ô tô thì anh em có thể dùng cái mẫu này. Đấy, cắt cái này ra này, cắt này ra, hoặc anh em đấu vào cái nguồn adapter hoặc chạy thẳng trực tiếp kẹp vào bình ắc quy đó để anh em xài rất là tiện nhá. Bơm xe bơm xiết kể cho nó ngon lành. 350.000 đồng nhá mọi người nhá, 350k. Tiếp theo thì đợt này nó là cái mùa mưa bão rồi anh em nhá, anh em nào mà nhà mà chưa có những cái mẫu đèn pin thì có thể là sử dụng cái mẫu đèn pin ở đây. Em đang về được một cái lô đèn pin như này. Đấy, chiều dài của nó là khoảng một gang tay của em nhé, một gang tay của em như này. Thì cái đường kính này nó khoảng tầm 10 phân hơn 10 phân đó. Đấy, và nó rất là nhỏ gọn thôi. Có gioăng ở đây này, gioăng này các bác này, gioăng chống nước rất là dày dẫn như này. Đấy, và gioăng trên nữa này. Đấy, nên là chống nước cho anh em kể cả các bác đi biển các thứ là dùng ok luôn nhé mọi người nhé. Đi biển dùng ok luôn. Nó có hai cấp độ ánh sáng, một là cấp độ bình thường này, hai là cấp độ siêu sáng mọi người nhé, siêu sáng. Đấy, siêu sáng ở đây và nó rọi rất là xa. Con này thì nó đến từ thương hiệu là Kenro Tokyo Japan anh chị nhá. Đấy, nó hoạt động cho anh em thì là 6 cho đến 16 tiếng. Tức là cấp độ bình thường thì khoảng 16 tiếng, còn cấp độ siêu sáng thì nó khoảng tầm 8 giờ. DC của nó là 3,7V, dùng pin lithium 18650. Sau này anh em có thể thay thế được nhá, dòng pin này thay thế được, chóa đèn nó rất là to. Và cái này thì nó sẽ đi kèm thêm là củ sạc các thứ đầy đủ cho anh chị em về chỉ việc mình được xài thôi. Đó, mọi người cắm rồi đây là xài thôi này. Đấy, rất là hay nhá. Chống nước IP66 ha, 330.000 đồng cho một cái mẫu đèn pin như này. Có cả dây đeo anh em đeo vào. Đấy, mọi người đeo cái dây này vào đây cho em này. Đấy, dây đeo. Đấy, giá là 330k nhá, 330k. Bao ship cho các bác. Đấy, đến mùa mưa bão rồi anh em sắm ngay một cái quả này. Rất là hay nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo này. Cho các bác một cái mẫu đèn tích điện anh em nhá. Mẫu đèn tích điện 4 khoang LED. Tổng thể của nó là hơn 300 hạt LED ở đây, hai bên hơn 300 hạt LED ở đây. Chống nước IP66 và nó là dòng bóng LED anh em nhá. Viên pin năng lượng mặt trời, kể cả có mất điện anh em mang ra ngoài sạc cũng được. Ngoài ra nó còn có cả cái dây cắp sạc đâu đây. Dây cắp sạc thì các bác cắm rồ đây để anh em sạc nhá. Đấy. Dây tai si, mọi người cắm rồ sạc. Và cổng này ấy, thì nó là thay một cái cổng sạc dự phòng, đó là cái con cổng USB này. Đó. Có chống nước luôn cho anh em này, mọi người bịt kín cho em cái này nên cái này là nước nó sẽ không có vào được là ok thôi. Đó. Ngoài ra con này nó có cả móc treo nhá mọi người nhá, móc treo, mọi người treo lên cái dây trên cao và mọi người thấy là rất là sáng.
hit 500. Chiều ngang của nó là được 21 phân và chiều đứng của nó là được 17 phân. Độ dày của nó là 56 phân gì đó, 56 phân mà anh em nhé. Chế độ này, con này nó hết pin mất rồi. Đó. Độ của nó thì đây anh em nhé. Mức đầu tiên là ánh sáng trắng, mức thứ hai là ánh sáng vàng, mức thứ ba là ánh sáng trắng và vàng. Đấy, nó rất là sáng nên là các bác đang cảm nhận đấy là cái camera đang tần số quét của nó đang nháy này, đang nháy này. Nó rất là sáng các bác nhé, sáng lắm. Và mức thứ ba, thứ tư là giảm này, và thứ năm là nháy cảnh báo IOS. Chức năng của nó là như vậy thôi, nó rất là chắc chắn và vuông vức như này để anh em có thể là sử dụng. Ngoài ra cái này mình có thể xoáy chặt nó vào, xong là mình đặt xuống bàn, mình pha như này luôn anh em nhé, mình pha như này luôn đó. Chức năng của nó là như vậy, ok chưa? Giá siêu hạt rẻ 190.000 đồng anh em nhé, 190k cho một cái mẫu đèn như này để cho anh em về xài đó. Tiếp tục là những cái mẫu cưa. Đấy, mẫu cưa này thì nó là cưa của Nhật, Make in Japan anh em này. Đấy, cưa cán đỏ anh em nhé, giá của nó là 200.000 đồng trên một cây như này. Đấy, em báo giá luôn để cho anh em có thể nắm bắt được. Con này thì chiều dài của nó là 35 cm, rất là cứng cáp như này. Như anh em vào cái mùa bão thì nên cưa những cái cành cây các thứ đi mọi người nhé. Con này thì mọi người cứ bỏ 200.000 ra, bỏ một lần thôi, nhưng mọi người dùng nó rất là bền, rất là thích mọi người ạ. Cán của nó thì bao xịn luôn. Đấy, bao xịn luôn nhá mọi người nhá. Đó. Rồi. Đây, 35mm này, còn nguyên hộp anh em nhá, còn nguyên hộp hết. Đấy, còn nguyên hộp hết nhá mọi người nhá. Bao sướng luôn. Giá 200k trên một cái con cưa tay đỏ nhá các bác nhá, cưa tay đỏ. Sản phẩm tiếp theo thì em về được cái lô máy xay đa năng anh em nhá, máy xay đa năng của thương hiệu là Food gì đây này anh em nhá. Dung tích là 2 lít. Cối thì của nó là cối là bằng inox anh em nhá. Đấy, phần lót này thì nó là cho nó khỏi trơn trượt. Này anh em nhá. Dòng này thì nó sử dụng cho em là bốn lưỡi xoáy. Anh em xoay đa năng rất là khỏe, con này rất là khỏe, xay đá, xay giềng, xay thịt. Đấy, anh em làm trà bông đều dùng cái này cũng được. Đấy, làm ruốc trà bông nhá mọi người nhá. Đấy, dung tích của nó là được 2 lít. Đấy, này nó cũng rất là chắc chắn, ok anh em nhá. Inox 304. Đấy, cối xay của nó đây. Giá thì gửi đến cho anh em giá siêu hạt rẻ thôi. Đấy, không chỗ nào rẻ hơn, 140k cho anh em một bộ như này. Đấy, một bộ như này, em test luôn cho anh em coi con này nhá. Đó thì con này thì anh em mang thịt thiết thà ra mình xay quá tuyệt vời luôn. Máy rẻ nhưng mà nó rất là bền, là nó rất là êm nhá mọi người nhá. Nó có hai cấp độ xay này, cấp độ 1, cấp độ 2 này. Đó, rất là êm nhá anh em nhá. Mọi người nhìn cái lưỡi bốn cạnh như này thì nó rất là nấy này mọi người này. Đấy, xong đâu đó là mình bỏ cái này ra, mình mang tất cả cái này mình đi rửa giấy nó rất là tiện mọi người nhá. Đấy, bốn lưỡi nhá mọi người nhá, bốn lưỡi. Mọi người xay đá, xay mọi người xay để làm sinh tố các thứ dùng con này. Đấy, xay đá để làm sinh tố. Đó, ở đây này. Rồi, ok chưa? Ok lắm con này. Giá 140.000 đồng các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop em về thêm được cái mẫu chảo xào, chảo chiên anh em này. Đấy, chảo chiên này em gửi đến cho anh em với mức giá 130.000 thôi anh em nhé. Chảo tổ ong như này. Đấy, ở đây thì nó có những cái vân tổ ong bao rẻ luôn. Tổng đường kính của nó là 31,5 và lọt lòng của nó là 30 anh em nhé. Lọt lòng đường kính của nó là 30. Con này thì anh em ăn dòng chiên xào nấu thoải mái luôn nhá. Chiên xào nấu cái phần này thì nó được làm bằng chất thép mọi người nhá, chất thép đó. Và cái phần này thì nó được làm bằng dạng inox. Đấy, inox nên sẽ không có bám nam châm nhá, không bám nam châm. Đấy, dòng này anh em lưu ý này, để chiên xào mọi người nhá, chiên xào mọi người chiên thì cho em nhiều dầu vào đây để chiên nó rất là ngon. Và xào thì chỗ này khoảng tầm 4 đĩa rau, 4 đĩa thoải mái luôn cho em. Đường kính và cái chiều cao của nó thì nó khoảng tầm đây em đo luôn từ mặt đất. Đấy, từ mặt mặt bếp lên đấy, từ mặt đáy lên là 9 phân nhá mọi người nhá, 9 phân. Giá của nó siêu rẻ 130k thôi anh em nhá, 130k thôi. Quả này thì nó quá là tiền ship luôn đấy, bán hàng mọi người ạ. Đó,
quá tiền ship luôn này, tại vì nó đo độ cồng kềnh nên phí ship mất cao lắm. Tiếp theo thì em có những cái mã như là máy máy massage cầm tay. Đấy, bữa nay thì hỗ trợ anh em giá hết mình luôn, giá chỉ có 190.000 đồng mà được bao ship đến tận nhà anh chị nhá. Bao ship đến tận nhà thôi. Khấu này, khấu đồng luôn nhá, khấu đồng ở phần trong như này. 6 cấp độ đầu đấm mọi người nhá. Có cắp sạc. Đấy, cắp sạc tai xi luôn anh em này. Thế hệ mới luôn mọi người nhá. Cắm rô củ sạc điện thoại của các bác là xài. Con này nhỏ gọn, bao ngon luôn. Rất là ngon luôn nhá mọi người nhá. Có 1 2 3 4 chế độ đấm, đấm sống cổ này. Đấm sống cổ này. Đấy, đấm đầu dẹt này. Đó. Rồi massage đầu lòng bàn chân này. Đấy. Và đấm này là đấm tròn nữa này. Đấm tròn thì đa phần là mình dùng cái đấm này. Đấy, cái khấu đồng này thì nó rất là khít đây. Đấy, rất là khít nhá mọi người nhá. Nó không có bị hay bị bong ra. Đấy, mọi người giữ lì cho em. Và cấp độ 6 cấp độ mọi người ạ. 6 cấp độ đấm như này. Đấy, đây là nhẹ nhá. Mình đẩy lực vào này. Đấy, mọi người nhìn này. Nhìn nó chạy này. Đấy, mọi người thấy không? Bao ngon luôn rồi. Bình thường mình đẩy bình thường thì nó sẽ là nhẹ nhàng, nhưng mà khi mà mình áp lực vào ấy thì nó đẩy mạnh hơn. Đấy, dùng toàn thân. Ví dụ đây. Đấy, nhẹ nhàng nó như này. Khi mà đẩy được này. Đó, như em test một cái bình nước nhá, nước nó phải sục lên luôn anh em ạ, sục lên luôn. Rồi. Giá 190.000 đồng thôi. Quá là rẻ cho anh em để xài. Rồi, thời buổi kinh tế khó khăn, cạnh tranh khốc liệt. Đấy, nên là giá tốt nhất có thể mọi người nhá. Tốt nhất có thể, anh em nào cần thì có thể hỗ trợ ủng hộ cho bên shop. 190k các bác nhá, được bao ship đến tận nhà. Tiếp tục thì em có một số những cái mẫu có mấy cái động cơ này, anh em này. Động cơ này thì nó là động cơ của 545 nhá mọi người nhá. 545, đây là dạng motor 545. Thì con này em nói chung là khỏe lắm mọi người ạ. Khỏe cực kỳ, em test luôn cho anh em coi luôn nhá. Đó. Này nó là 18V anh em nhá, 18V, nhưng mà em sẽ test cho anh em một cái con này nó là chạy 12V. Đó, chỉ cần chạy 12V thôi, không cần 18V đâu. Và nó đã khỏe kinh khủng rồi. Vòng tua của nó thì nó rất là lớn anh em nhá. Vòng tua rất là lớn. Đấy. Đấy. Té lửa này anh em nhìn này. Té lửa đây anh em nhá. Đấy, mình nhìn theo. Té lửa ra luôn. Đấy, 12V thôi. Bình áp quy 12V thôi mà nó còn khỏe cỡ đó anh em nhé. Rất là khỏe. Rồi, em gửi đến cho anh em giá tốt, chỉ có 100.000 đồng. 6 con mọi người ạ, 6 con 100k. Anh em về chế cháo dùng bao sướng luôn. Bao sướng luôn anh em nhé. Sướng luôn. Rồi, em còn có một con, một vài con cái loại có cánh quạt. Đấy, cánh quạt đây này anh em này. Đấy, cánh quạt đây nhá. Rồi, dòng này thì nó cũng là động cơ của 545 18V, nhưng mà nó lại có cánh quạt. Đó. Đây anh em này. Đó. Rồi. Nó cũng như vậy thôi, nó có khác một tí là cái cánh quạt thì em gửi đến cho anh em với mức giá là 100k 4 chiếc. Đấy, 100k 4 chiếc như này nha anh em nhá. Để về anh em chế. Đấy, làm đồ chế anh em nhé. Tiếp theo thì em về được những cái cút nối điện anh em nhé. Con này rất nối, rất là hay. Nó là dòng 600V và 32A này. Đấy, dày dẫn chắc chắn anh em nhé. Dày dẫn chắc chắn. Đấy, để nó lấy nét này để anh em nhìn cái thông số của nó này. Đấy, mọi người thấy không? Đây, nó lấy nét này. Đấy, thì ở đây nó sẽ có hai cái phần lẫy ở đây, hai phần lẫy ở đây. Đấy, thì mọi người đưa cái đầu dây vào đây là ok thôi. Lỗ của nó thì rất là to như này, để anh em đưa vào. Đấy, đẩy xong đưa vào đẩy vào thôi. Mọi người không cần phải quấn băng keo nữa, nối điện rất là nhanh, hoặc chế cháo đồ nó tiện lợi mọi người nhá. Giá 6.000 đồng trên một chiếc nhá, đi đơn từ 10 chiếc trở lên. Đấy, 10 chiếc mới có 60.000 thôi, 60k. Đấy, 10 chiếc. Em còn một ít cái dòng dây nguồn bãi Mỹ thôi mọi người nhá. Anh em nào cần thì có thể nhanh tay nhá. Đấy, anh em nào cần có thể nhanh tay qua một cái dòng dây bãi Mỹ như này. Thì dây ở đây nó là dây 2 x 1.31 anh chị này.
Đấy, dây 2 × 1.31. Nó nhiệt độ chịu tải được lên là 105 độ, 105 độ C, và dòng nó lên tới 300 V. Đấy, nó là dòng 300 V này. Dây của nó thì dây đồng thì vô biên anh em ạ. Đấy, phần chân cắm này, phần chân cắm này bao xịn luôn anh em nhé, bao xịn luôn. Đó, 35422 đều có mã vạch chân này. Chân của bên Mỹ thì bây giờ nó cũng chùa ra một tí phần đầu như này. Nếu mà anh em nào mà cắm vào cái chân mà nó không có vừa lỗ á, thì các bác có thể mài qua một tí là chân thành chân phẳng. Đấy, chân phẳng như chân bên cạnh đó. Rồi, dây đồng đây, anh em xem là có cái nào em cắt được rồi đâu ta. Đấy, rất là nhiều dây đồng, em còn có một ít thôi anh em nhé, còn có rất ít thôi. Đây, dây đồng của nó đây anh em này, dây đồng nó rũi luôn. 1.31 thôi mọi người nhá. Đấy, chuẩn đồng 100%. Đây anh em nhìn nhá. Bao xịn luôn. Cái này là mọi người cũng có những cái con mà nó còn cái đầu dây này anh em này, còn cái đầu dây như này. Đó. Giá 20.000 một sợi. 20.000 một sợi, đi đơn từ 3 sợi, một mã của nó là 3 sợi nhá. Một mã của nó là 3 sợi 60.000 đồng. Đấy, một mã 3 sợi 60.000 đồng, và dây của nó là dây này. Anh em về lắp vào máy móc rồi máy khoan, máy cắt các thứ dùng ba ngon luôn. Đó. 60.000 ba sợi, mỗi dây dài 2 m anh em nhá. Mỗi dây dài 2 m. Dây 2.5 anh em nhá. Dây 2.5 đúc hai đầu anh em chiến công trình hoặc các bác dùng trong nhà dân cũng được. Đấy, có công có việc mình lôi ra mình xài ba ngon luôn. À, rất là khít. Con này lấy búa đập cũng không bao giờ hề vỡ luôn nha anh em nhé. Không bao giờ hề vỡ luôn. Trong này thì nó có một cái bóng báo nguồn này. Bóng báo nguồn ở đây. Đấy, trong này có bóng báo nguồn đây. Sẽ có 3 ổ cắm và có một thêm cái phần dây để anh em đeo. À, dây này thì nó là dòng dây 2.5. Bao xịn. Nếu không đủ dây 2.5 em đền gấp 3 lần tiền cho các bác. Không phải dây đồng em cũng bắt em đền luôn cho anh em luôn. Đấy. Hàng Japan CU. Đấy. 300 đến 500 V. FE 2.5 anh em nhá. Dây rất là to. Đấy. Ở đây thì em đang có những cái mẫu 5m, 10m và 20m anh em nhá. Em báo giá cho anh em nhá. 5m này. Đấy, 5m của nó là 200.000 đồng trên một một cuộn 5m mọi người nhá. Đấy, 5m. 200k trên một cuộn này. Đấy, và 10m này mọi người này. 10m. Giá là 330.000. À, để anh em xài 10m này rất là hay xài này mọi người, dùng trong gia đình ấy. Còn 20m mọi người nhá, 20m. 20m giá là 500.000 đồng. Đấy, 500k. Hai cái mã trên như này thì em hỗ trợ anh em phí ship nhá. Còn cái mã như này thì những cái mã này là em gạn giá hết cỡ rồi, nên là cái nào em hỗ trợ được mọi người cái phí ship thì em hỗ trợ mọi người. Còn những cái dòng này đa phần mọi người toàn là mua thêm thôi, chứ đâu cũng không có là mua một mã một. Đấy, thì anh em mua cái này thì hỗ trợ em phí ship nhá. Thì em về thêm được một cái mã dao mọi người nhá. Mã dao này dao xuyên thái và có vỏ bọc như này, có vỏ bọc như này. Các bác có thể dùng cái con này để làm trong gia đình, cũng như là để đi du lịch, đi công tác, đi picnic các thứ, là mình hay có con dao để anh em nấu ăn nấu nướng này. Đấy, dòng này thì bao sắc luôn anh em nhé. Đây, sắc lắm mọi người. Những cái con dao cùn ấy, những cái con dao mà không chất lượng ấy, thì đảm bảo anh em gọt những cái giấy sợi như này là hầu như là không có gọt được luôn. Đấy, những cái dao mà nó siêu sắc bén ấy, thì kể cả những cái vảy cá ngừ em mọi người nha, mọi người gọt vô biên luôn. Anh em biết cái đậu hũ của Trung Quốc rồi đấy. Đấy, gọi là đậu tứ xuyên đấy, mà người ta cần chẻ được đấy, xong thả xuống nước có thành hoa. Thì những cái mẫu như này, dao như này nó mới gọi là dòng dao chuyên rồi. Ok, siêu sắc nhá anh em nhá, siêu sắc này, em chém này đấy, em chém giấy đi, siêu sắc bén rồi anh em nhá. Ok chưa? Mã này là mã Q1 anh em nhé. Mã Q1 180.000 đồng. 180k. Thì cái phần lưỡi, đấy, phần lưỡi em đo bản của nó thì chắc khoảng tầm được 4 phần mấy thôi. 4 phần 4 thôi mọi người nhá. Và lưỡi dài của nó là được
19,5 tổng chiều dài là 32,6 ly. Đấy, 32,6. Trọng lượng cái con này thì em cân luôn cho anh em để anh em nắm bắt được luôn nhé. Đây là cái dòng dao chuyên Thái, chuyên Thái, nó nặng là 202,4 gram. Đấy là hơn 2 lạng mọi người nhé, hơn 2 lạng một mẫu như này. Rồi, con này là mã Q, mã Q1, 180.000 đồng. Đấy, mọi người sử dụng mẫu này cho em, bao xịn luôn nhá, cán này, cán vàng này. Đây phần logo của nó này. Đấy, ở đây thì có phần logo Made in Japan này. Đấy, ok, phần khấu của nó này bao xịn luôn. Rồi, nhất trí anh em nhá. Anh em nào cần cái mẫu này thì báo em này. Ngoài ra thì em về thêm được cả một cái dòng dao gọt trái cây hoa quả này, bao xịn luôn này. Cán này thì được làm bằng sợi carbon này. Đấy, mọi người thấy không? Bao xịn nhá. Bao xịn luôn. Ở đây thì có logo thương hiệu Winling nhá, logo thương hiệu Winling. Đấy, con này anh em gọt chuyên gọt trái cây hoa quả. À, một cái con này trọng lượng của nó này. Đây. Trọng lượng của nó là được 105 gram. Anh em gọt trái cây hoa quả bao ngon luôn. Tổng chiều dài con này nó khoảng được một tấc. Một tấc đâu đó là 24 phân nhá anh em nhá. Đấy, tấc tư, 24 phân. Và lưỡi của nó là 13 cm. Con này gửi đến cho anh chị em với mức giá là 110.000 đồng, 110k con một gọt trái cây hoa quả của Winling nhá. Đấy, bao xịn này anh em này, bao xịn luôn. Ok anh em, rất nhiều các dòng sản phẩm nữa nhưng mà em chắc em xin dừng video ở đây thôi anh em nhá. Hẹn mọi người vào video lần sau.